Kính chào quý khán giả và quý bà con, Ánh Nguyệt và Khánh Tường. Rất vui được đồng hành cùng quý bà con trong chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc tối nay ngày 24 tháng 5 năm 2019, chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới nhất, hấp dẫn và thiết thực liên quan đến hoạt động sản xuất nông nghiệp tại địa bàn tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương trên cả nước. Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đàn bò sữa trong tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. Huyện nông thôn mới Đơn Dương triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh xây dựng giao thông nông thôn. Cấp bách ngăn chặn tôm càng đỏ thuộc danh mục cấm nhập khẩu vượt biên vào nội địa. Thưa quý vị và quý bà con, mở đầu nội dung của 365 ngày chuyển động tối nay như thường lệ sẽ tiếp tục là một số thông tin về tình hình sản xuất nông nghiệp đáng chú ý trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Quý vị và bà con thân mến, tại tỉnh ta, ngoài việc đầu tư phát triển nông nghiệp công nghệ cao, những năm gần đây, tỉnh Lâm Đồng còn chú trọng phát triển đàn bò sữa chất lượng cao nhằm đa dạng hóa các mô hình chăn nuôi, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn. Thông qua việc triển khai đề án phát triển bò sữa, ngành nông nghiệp Lâm Đồng đặt ra mục tiêu đến năm 2020, tổng đàn bò sữa trong tỉnh dao động từ 25 đến 30.000 con, sản lượng sữa bình quân 100 đến 120.000 tấn một năm. Để đạt mục tiêu nói trên, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sữa tươi đã được tính đến. Theo đó, các địa phương nâng cao chất lượng con giống, ưu tiên phát triển trang trại tập trung, ứng dụng công nghệ cao, giảm dần chăn nuôi bò sữa quy mô nhỏ, phân tán, nâng cấp chuồng trại để nâng cao chất lượng sản phẩm sữa nguyên liệu, đáp ứng yêu cầu của đơn vị thu mua. Thưa quý vị, Ban Quản lý Dự án Quản lý Tài nguyên Thiên nhiên Bền vững, hợp phần 3, Vườn Quốc gia Bi Đúp, Núi Bà đã xác định phát triển nấm như một cây trồng thân thiện với môi trường của khu dự trữ sinh quyển thế giới Lang Biang. Dự án quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững nhằm hỗ trợ cộng đồng trong việc trồng nấm và tạo ra mô hình chuyển đổi cây trồng trong khu vực để nâng cao thu nhập nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi lên tài nguyên rừng. Dự án cam kết hỗ trợ một số dụng cụ để kiểm soát chất lượng vệ sinh, nâng cao năng suất lao động, hỗ trợ công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm và cải tiến chất lượng. Xin được chuyển sang một câu chuyện đáng chú ý khác. Thưa quý vị, giao thông là một trong những tiêu chí quan trọng trong xây dựng nông thôn mới hiện nay. Bởi vậy mà từ nhiều năm qua, huyện nông thôn mới Đơn Dương đã triển khai nhiều giải pháp, tuyên truyền và vận động người dân cùng nhà nước đóng góp kinh phí và ngày công để xây dựng được giao thông nông thôn, phục vụ nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân địa phương. Bằng nhiều giải pháp phù hợp, đến nay 100% tuyến đường xã và đường từ trung tâm xã đến đường huyện được nhựa hóa hoặc bê tông hóa. 100% số xã đạt chỉ tiêu từ 70% trở lên, đường trục thôn và đường liên thôn ít nhất được cứng hóa, 100% đường ngõ, xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Đường trục chính nội đồng đảm bảo vận chuyển hàng hóa thuận tiện quanh năm, đạt tỷ lệ từ 70% trở lên cứng hóa. Liên tục chương trình, cấp bách ngăn chặn tôm càng đỏ thuộc danh mục cấm nhập khẩu vượt biên vào nội địa. Cảnh báo nguy hại khi người dân ồ ạt tiêm chích thuốc cho cây cam. Chuyện nhà nông, nông dân lao đao vì thời tiết. Thưa quý bà con, những ngày qua, câu chuyện tôm càng đỏ, một loại sinh vật ngoại lai thuộc danh mục cấm nhập khẩu, đang thẩm lậu vào nội địa, được rao bán công khai, đã trở thành chủ đề nóng trên các mặt báo. Tình trạng này tiềm ẩn nguy cơ trở thành đại họa cho nền nông nghiệp và hệ sinh thái Việt Nam. Đòi hỏi các ngành chức năng cần phải đẩy mạnh ngăn chặn, đồng thời tăng cường tuyên truyền người dân không nuôi và mua các sản phẩm tôm hùm đỏ sống để tránh nguy cơ loài tôm này thâm nhập xâm hại môi trường. Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tôm càng đỏ là loại thủy sinh có nguồn gốc ngoại lai có hại, ăn tạp, sống bò dưới đất, ưa đào hang, hoạt động về đêm, có sức chống chịu và thích nghi cao. Loài tôm này vừa phá hại lúa, tiêu diệt tôm bản địa, vừa có thể là nguồn gây bệnh cho các loài sinh vật khác. Việc kinh doanh và tiêu thụ loài tôm này là vi phạm quy định về đa dạng sinh học và thủy sản. Các đối tượng ấy thì thường thực hiện vào các cái địa bàn hiểm trở này, rồi sông suối và lợi dụng cái đêm tối để vận chuyển rồi mang vác hàng hóa qua đường sông, đường suối. Trước đó, ngày 19 tháng 5, tại khu vực cửa khẩu quốc tế Lào Cai, tổ công tác của trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Lào Cai đã phát hiện và thu giữ 75 kg tôm càng đỏ được cất giấu, ngụy trang trong các thùng đồ chơi. Ngày 11 tháng 5, tại khu vực bờ sông biên giới Nậm Thi, lực lượng biên phòng cũng phát hiện và thu giữ hơn 300 kg tôm càng đỏ.
Tổng cục Quản lý Thị trường đã có công văn hỏa tốc đề nghị các địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường đối với loại tôm này. Xin được chuyển đến một câu chuyện rất đáng được cảnh báo với người nông dân. Thưa quý vị, nhiều năm nay bệnh vàng lá gân xanh, thối rễ khiến nhiều nhà vườn ở các tỉnh miền Tây điêu đứng. Thay vì phải đốn bỏ thì gần đây nhiều nhà vườn lại chọn một phương pháp trị bệnh trên cây cam sành, đó là tiêm thuốc trực tiếp vào thân cây. Canh tác gần 1 hecta cam sành, dễ quan sát thấy cây cam có biểu hiện vàng lá hay thối rễ thì ông Nguyễn Văn Kề ở xã Hiệp Hưng, huyện Phụng Hiệp lại pha thuốc chích vào cây. Để giúp thuốc ngấm vào thân cây cam dễ dàng, ông Kề sẽ khoan một lỗ khoảng 2cm trên thân và sử dụng ống bơm để chích thuốc vào lỗ đã khoan sẵn trước đó. Đối với những cây nhỏ chỉ chích một mũi, còn cây lớn sẽ chích hai mũi. Theo ông Kề, thuốc được tiêm vào cây là các loại thuốc kháng sinh pha với một lượng thuốc dưỡng cho cây. Chi phí để chích cho một cây cam có giá khoảng 10.000 đồng một cây. Nói chung mình chích cái cây này thì tại vì cây nó bây giờ nó bị sốc, cây nó không được tốt, cho nên giờ mình phải thay đổi, mình chích để mình cho dẫn cái đường nước cho cây. Nhưng mà chích không phải là cây nó tốt, nhưng mà đó là để dọn đường thôi. Còn về chích xong rồi mình cũng xài phân thuốc. Tại vì cái cây cam mà nó đã vàng lá rồi á, mình chích nó trở lại xanh lại à. Tại vì mình chích đề kháng vô cho nó mà. Chích cái phần thuốc này là nó không có hại gì do sức khỏe của người hết trơn. Chỉ có chích viên tê cha để dẫn cho nó cây nó xanh lại thôi, chứ đâu có gì đâu mà bệnh hoạn gì đâu. Dù chưa biết thật hư việc tiêm thuốc trên cây cam hiệu quả tới đâu, nhưng phong trào kỳ lạ này đang bùng phát ở các tỉnh miền Tây, bất chấp sự cảnh báo từ ngành chức năng. Bởi đa phần những loại thuốc mà người dân sử dụng để tiêm cho cây là kháng sinh và chất kích thích sinh trưởng. Những loại thuốc này được nhà sản xuất chỉ định phun trên lá hoặc tưới vào gốc. Nếu sử dụng sai chỉ định hoặc sử dụng thuốc bị cấm, nguy cơ tồn dư các chất như kháng sinh, chất tăng trưởng trong trái cam hoàn toàn có thể xảy ra. Ngày của người ta thấy người ta cũng chích nhiều lắm, nhưng mà tôi thì tôi không có chích, rồi đó giờ không chích. Vì chích mình thấy tiền thuốc, tiền men đó, rồi tiền phân bón nữa, rồi chích nó tốn hao quá, chứ bây giờ tiền bây giờ là cam bán không có giá. Rồi ra tôi không chích, tôi rõ ra tôi để không, không chích. Theo thống kê, chỉ tính riêng ở huyện Phụng Hiệp của tỉnh Hậu Giang, nơi có gần 4.000 hecta cam sành, thì có đến hơn 60 hecta diện tích nhà vườn áp dụng biện pháp chích cây để xử lý cho cây ra hoa đậu trái. Cách làm này chưa biết có cứu được cây cam trước dịch bệnh hay không, nhưng trước mắt là giá cam sành luôn ở mức rất thấp, một phần là ảnh hưởng từ cách chữa bệnh này. Và trong nội dung tiếp theo, xin mời quý bà con cùng đến với chuyên mục Con số hôm nay. 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 582 triệu đô la Mỹ, tăng 21,9%. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2019, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Mỹ, Nhật Bản, Đức tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 582 triệu đô la Mỹ, tăng 21,9%. Đáng chú ý, trong 4 tháng đầu năm 2019, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang thị trường Mỹ tăng rất mạnh, đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm 2018. Mỹ là một trong những thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Theo đánh giá, căng thẳng thương mại Mỹ Trung Quốc đang leo thang là cơ hội lớn cho các doanh nghiệp của Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị trường Mỹ trong thời gian tới. Quý vị và quý bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động, chương trình thông tin tổng hợp chuyên về nông nghiệp. Và nội dung tiếp theo, xin mời quý bà con cùng đến với chuyên mục Chuyện nhà nông. Thưa quý vị và bà con, nhằm đề cao, thúc đẩy vai trò, trách nhiệm và chủ động tham gia của cộng đồng và toàn xã hội trong công tác phòng chống thiên tai, lần đầu tiên tại Việt Nam tổ chức tuần lễ quốc gia phòng chống thiên tai từ ngày 15 đến 22 tháng 5 hàng năm. Năm 2018, theo số liệu thống kê của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, tính đến ngày 20 tháng 12, có 9 cơn bão, 212 trận dông, lốc, sét, 14 trận lũ quét, sạt lở đất, 9 đợt gió mạnh trên biển, 11 đợt nắng nóng, 23 đợt không khí lạnh, 30 đợt mưa lớn trên diện rộng. Thiên tai làm 218 người chết và mất tích, thiệt hại về kinh tế ước tính 20.000 tỷ đồng. Năm 2019, dự báo tình hình thiên tai có diễn biến phức tạp, khốc liệt hơn. Cái tác động của biến đổi khí hậu nó không hoàn toàn giống như thiên tai trong quá khứ. Nó làm cực đoan mạnh hơn, ác liệt hơn. Dự báo các thiên tai nó khó hơn. Cùng với địa hình duyên hải dài, đồng bằng thấp, núi dốc cũng như nằm trong trung tâm bão của Tây Thái Bình Dương, thì các hoạt động con người cũng đã đóng góp hơn 90% cho quá trình biến đổi khí hậu hiện nay.
Các chuyên gia nhận định, nếu chúng ta không nhanh chóng có các giải pháp, thì cái giá mà con người phải trả sẽ là rất đắt. Nếu như chúng ta không giảm bớt được cái CO2 và khí ô nhiễm kính và để nó tăng tiếp tục nữa, không phải đến 2100 mà chỉ trong một 20-30 năm nữa, nó hiện tượng cực đoan thì nó sẽ rất khủng khiếp, cường bão sẽ là bão rất là lớn, cường độ siêu bão, thế rồi nóng sẽ rất là nóng và lạnh rất là lạnh. Đầu tiên là cái việc mà chúng ta phải bảo vệ môi trường thật tốt, bao gồm cả vấn đề bảo vệ khí hậu, giảm bớt ô nhiễm, tăng độ phủ xanh, sản xuất sạch. Và đồng bằng sông Cửu Long, vùng sản xuất nông nghiệp trù phú bậc nhất Đông Nam Á, đang là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu. Dự báo đến năm 2100, 40% diện tích đồng bằng sông Cửu Long, nơi sinh sống của 20% dân số Việt Nam và 50% sản lượng lúa của Việt Nam, có khả năng biến mất vĩnh viễn. Theo những dự báo của các tổ chức nghiên cứu uy tín, chúng ta khó có thể tránh được kịch bản này. Nhưng điều quan trọng hơn cả là Việt Nam phải đưa ra kế hoạch xây dựng được sinh kế bền vững cho người dân, thực sự thích ứng với sự biến đổi khí hậu. Vâng, cũng là câu chuyện tác động về những diễn biến phức tạp của khí hậu. Thưa quý bà con, hiện nay vào thời điểm giao mùa giữa mùa nắng và mùa mưa, khiến người trồng hoa ở thành phố Đà Lạt gặp rất nhiều khó khăn trong canh tác do các loại bệnh dịch tấn công, thu nhập giảm đi đáng kể. Đây được xem là mùa khó khăn nhất trong năm của người trồng hoa. Nếu như 2 tháng trước mỗi ngày vườn hoa hồng của ông Nguyễn Văn Tân ở phường 7 thành phố Đà Lạt chỉ phun thuốc trừ nấm bệnh 2 tuần một lần, thì nay phải phun thuốc ngày cách ngày nhưng cũng không thể cứu vãn được sự tấn công của nấm bệnh. Theo ông Tân, thời tiết nắng nóng và nhiệt độ tăng giảm thất thường khiến cho bệnh nấm mốc trên cây hoa hồng phát triển mạnh, gây rụng lá, khiến hoa phát triển kém, thậm chí không ra hoa. Lúc mà nó có bông thì mình thuốc, mình bơm nó ít đi. Mà khi mà nó đã không có bông thì một ngày mình bơm nó lại tăng lên, tiền cái số tiền bơm thuốc nó còn tăng hơn nhiều nữa. Đã không có thu mà lại phải bỏ chi nhiều nữa, vẫn phải bơm duy trì cái giống của nó. Chứ nếu mà không, bây giờ ví dụ như cái cây như vậy mà bây giờ mình không bơm nó là cái dàn lá đỏ này, cái dàn đọt đỏ này trên mà nó chuyển cái màu, nó tuột thêm một cái dàn đọt đỏ nữa là coi là vô phương cứu chữa thôi. Hiện nay giá bông hồng đã tăng lên đáng kể sau một thời gian giảm sâu. Theo ghi nhận tại các nhà vườn, hoa hồng được thu mua từ 1.400 đồng đến 2.600 đồng một bông, tùy theo chủng loại và chất lượng hoa. Tuy nhiên, nhiều vườn hoa sản lượng giảm từ 40 đến 70%, thậm chí có vườn mất trắng. Có loại bông nó đề kháng nó cao hơn hay sao, nên em thấy có loại nó, cái màu ví dụ như cái màu này này thì nó lại không dụng, còn cái màu đỏ này thì nó dụng nhiều lắm. Hầu như nhà nào cũng thấy bị, không có nhà thì nó bị nhẹ hơn, có nhà thì bị nặng, hầu như mất hết. Không chỉ hoa hồng, thời tiết nóng ẩm cũng khiến người trồng hoa cúc lao đao. Tại phường 12 thành phố Đà Lạt, lâu nay bệnh sọc thân do virus trên hoa cúc đã hoành hành, gây nhiều thiệt hại. Nay tốc độ lây lan ngày càng tăng nhanh, làm cho cây héo rũ, hoa đến kỳ thu bị đen cánh. Mấy hôm nay trời nắng nóng thì là làm đàn trong các lồng kính này rất là mệt. Người nông dân người nào cũng rên hết á, người ta rất là khó chịu với thời tiết. Là làm nắng trưa là không ai làm nổi hết rồi. Cây thì phát triển thơ kém á, tự vì nắng quá cái cây mình tưới nó không có cái độ ấy, với là nắng nóng quá thì cái cây nó kém đi. Nó không có so với cái lúc mà tắt điện mình trồng cái thời gian ấy là phải kéo dài thời gian nữa. Mà cây nó khó phát triển, mình phải chăm bón rất là nhiều. Lượng bông trồng năm nay nó là còn dịch nhiều hơn năm ngoái nữa. Theo kinh nghiệm của nông dân, đây là những tháng khó canh tác nhất trong năm vì thời tiết không thuận lợi. Thêm vào đó là những năm trở lại đây, sự tác động của biến đổi khí hậu thể hiện ngày càng rõ ràng hơn khi nhiệt độ ở thành phố Đà Lạt có xu hướng nóng lên, mưa trái mùa nhiều hơn khiến nghề trồng hoa phải đối mặt với thách thức mới. Kính thưa quý bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi của Chuyện Nhà Nông cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm, đóng góp, chia sẻ thông tin về cho chương trình, xin vui lòng gửi email về địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện qua số điện thoại 02633 829930. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.